Suốt thời gian hết lệnh giãn cách xã hội này đến lệnh phong tỏa khác, với riêng Sài Gòn, chính quyền địa phương nơi đây luôn đảm bảo tối thiểu lưu thông hàng hóa theo nhu cầu dân cư qua các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ vẫn quen gọi là shipper. Giờ thì mọi việc thay đổi, shipper Trịnh Văn Bảo kể. Công ty chỉ thông báo qua tin nhắn. Thông báo qua tin nhắn, ví dụ cho trại phép lại liên vận thì chú đăng ký liên vận. Còn cho không cho chạy quận nào chạy quận đó thì chú đăng ký lại quận nào chạy quận đó. Nhưng mà cái khổ nổi cái chạy một quận thì không có cuốc. Có bữa hai cuốc xe, ba cuốc xe có 30-40 ngàn, 40 mấy ngàn. Mà có cái chỗ chú là dùng xanh đó rào á, là người ta chốt gác. Sáng chú ra, chiều chú mới được vô. Mà chạy liên quận không có cuốc. Mình ngồi ở ngoài không được về nhà để áp nghỉ, ngồi ngoài phơi nắng đợi 2-3 tiếng đồng hồ mới có cuốc. Nên kỳ này là không cho chạy là chú nghỉ luôn. Qua dịch thì chú chạy tiếp. Kể từ ngày 30 tháng 8 thì shipper được phép hoạt động lại, nhưng chỉ chạy nội quận. Shipper Dương Ngọc Hiếu ý kiến. Khó đi lắm em ơi, nhiều khi cái đơn á hả, nó gần nhưng mà em đánh vòng là nó xa mà nó... chốt chặn tùm lum hết à, mà nó rào bít hết, không có đi được gì hết á. Việc chỉ chạy nội quận khiến chuyện tiếp tế nhu yếu phẩm giữa các người thân trong gia đình cũng khó khăn. Ông Bảo kể. Dù chú ở quận 3 mà không cho chạy quận khác. Người cha mẹ ta ở quận 3 ta muốn gửi một bịch đồ ăn qua quận 4 đi, ví dụ cho con ta đâu gửi được. Chứ quận 3 mà gửi quận 3 nó trùng hợp ít khi có lắm. Dù con cháu người ta ở bên quận khác, quận 4, quận 5. Nhà bà già ở quận 3 muốn gửi một bịch rau củ, 1-2 cái thịt qua con người ta gửi không được rồi sao? Đó. Không khi con người ta bệnh khổ, không có tiền bạc, nhưng người ta muốn gửi qua cho gia đình ta, người thân người ta. Là không có shipper là ai đi đâu. Shipper còn đi không được, không ai đi được. Nó khổ có chùm. Trong khi cha mẹ giàu có, con cái bên quận khác nó khổ, muốn gửi không được, kỳ cục. Còn vô số kỳ cục khác như phải được cấp thêm tờ mã vạch ma trận, được gọi tắt là mã QR của Sở Công an. Và để có thể hành nghề như vậy là cứ mỗi sáng sớm các shipper phải tìm đến tổ quân y để xét nghiệm. Và rồi cũng chỉ chạy nội quận thôi nên cũng ít đơn hàng, ông Bảo kể. Giáp dọc đường chú thấy gì chú mua về. Mua về ăn ngày đó hoặc ăn 2 ngày, giờ hết ra đường được, hết chạy được rồi cũng thôi. Mình có cái để dành dự trữ mình ăn. Ở nhà thôi, phường cũng có hỗ trợ dầu ăn nước mắm rồi đó, ăn gói ghém lại. Chứ giờ biết sao giờ dính ở đây. Nhìn lại có hai đứa nhỏ, con chủ yếu nó chú bà xã ăn gì cũng được, gì gói rồi cũng được, sao sợ hai nhỏ thôi. Cũng tình cảnh như ông Bảo, với nữ shipper Dương Ngọc Hiếu thì hiện vẫn nghe ngóng thời cuộc và sống bằng lương thực tích trữ. Thì mình làm hôm nay mình cũng ráng mình để dành đó, có nhiều ăn nhiều, ai người ta cũng tích trữ hết á, nên chắc chị nghĩ người ta cũng ăn cũng được khoảng chục bữa hơn, có nhiều người ta mua đồ nhiều lắm. Lúc chính quyền trung ương yêu cầu Sài Gòn dừng shipper có hứa hẹn là quân đội sẽ đảm bảo đương thay, ông Bảo ý kiến. Đội tôi giao thì nói chung giao một phần nào đó thôi, còn shipper ở nhà tôi muốn đặt cái gì mua cái gì là đều có hết. Cửa hàng bất quá xanh rồi nhiều, tôi muốn ăn cái gì đặt cái gì là đều có theo ý muốn người ta luôn. Ông Bảo đề xuất là nên nới lỏng hơn nữa các yêu cầu dân sinh, vì cứ giãn cách kéo dài khiến người dân thêm cạn kiệt. Và rồi đến lúc nào đó, ngay cả khi shipper được chạy liên quận đi nữa thì dân chúng chẳng còn bao nhiêu tiền để đặt mua hàng hóa.